Ok, Thạch Trung đã lên tiếng. Trời ơi, phải vẫn hai cú sút liền. Và vẫn cứ phải là cái chân trái. Đây này, Trung này. Bắt quả bóng ấy đi. Bắt đi. Hết giờ luôn. Chiến thắng chưa trọn vẹn lắm, nhưng mà không sao, cũng được, cũng được. Và ngày hôm nay thì tôi đã, trong ngày hôm nay chúng ta tìm được một cái đội hình. Tuy nhiên là vẫn còn hơi thiếu, hơi nhiều, nhưng mà tôi nghĩ là những viên gạch đầu tiên như này là tạm ổn. Và chúng ta sẽ tiết kiệm thêm tiền. Và cái bom tấn đầu tiên tôi muốn đưa về đó chính là người em của tôi, tuyển thủ Thành Trung cộng 8. Nếu anh em nào đang có nhu cầu mua thẻ nạp thì anh em nhớ vào trang này mua VIP cạc 24h.com. Mua thẻ nạp sẽ được chiết khấu 7%. Và nạp tiền điện thoại trực tiếp thì sẽ được chiết khấu 8%. Và cái trang web này hoàn toàn uy tín nhá. Đổi thẻ và mua thẻ chiết khấu cao nhất thị trường tại VIP cạc 24h.com. Hello hello tất cả anh em nhé. Chào tất cả anh em. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lại series đi lên từ đáy nha anh em. Uầy, cái tuyển Anh này nó đang hơi bị gặp nhiều vấn đề đấy anh em ạ. Nên là tôi rất cần những cái tên mới thật. Anh em ơi, anh em cho tôi xin cái thêm những cái tên nhá. Hôm nay chúng ta quyết định là sẽ cố gắng không thua một trận nào. Đấy, chinh phục thế giới mà anh em. Rồi anh em ơi. Và chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu đầu tiên của tuyển Anh không tên tuổi này nha anh Fan em. Chim ưng đồng. Cảm ơn nhà báo. Adam muốn tên có không nhỉ? Không thì Lotus Chick. Lotus Chick được ấy nhở. Lotus Chick là một cái tên được ấy chứ nhở. Sao Lotus Chick đợt này không được lên tuyển ta? Đồng. Ôi cảm ơn Bình nhiều nhé. Sao đội bạn mạnh thế? Không thể chu mỏ siêu u gì cả. Mai trưởng ghi bàn toàn anh em không mà. Sao ghi bàn lại siêu được? Em ruột của anh. Gửi thầy ít quà vì sự nỗ lực. Captain Lee in me heart. Cảm ơn em ruột nhiều. Cảm ơn em ruột nhiều nha. Em ruột này có đóng góp gì cho cái content này không nhỉ? Cần một cái tên tuyển Anh đấy. Nhưng mà tuyển gọi là tuyển Anh nhưng mà lại ít được lên tuyển nhá. Nó hơi vô danh một tí đấy. Với 10.000 đồng. Khỏe thế Juli. Thầy ca thế giới 1 không ngủ à thầy. Chắc chắn rồi, không thế giới 1 không nghỉ nhá. Nó phải là danh thế giới 1. Hôm nay người ta gọi là chinh phục thế giới mà. Gomez. Tối phiêu đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Thầy em mày nói bắt. Đá cầu thủ chuẩn giải mà thấy vẫn có lần lon 8 em. Em cũng không biết nữa. Em ruột anh Hải đã chi phối thầy Lân với 100.000 đồng. Ôi cảm ơn em ruột nhiều nhá. Mason Mount đi, The Blue. Mason Mount ok luôn, Mason Mount là không được lên tuyển, đúng. Ủa Kim Man này trung bướng vậy. Hai đối thủ của mình hay quá nhở. Ló tĩnh. Ê, không vào đâu, điên à, quả đấy sao chết. Ok. 100.000 đồng. Ui cảm ơn em ruột. Cho em đưa cháu Mason mau áo dài cho đỡ lạnh thêm đôi găng tay hồng với đôi giày hồng nha. Ok bé ơi, Tôi vẫn chưa khiển được Thành Trung anh em ơi. Chưa khiển được. Em tôi vẫn gọi là cái chân trái nó đang hơi bị hư một tí. Tôi đang cố thuần cái chân trái của Trung cho nó ngoan. À tí anh em nhắc tôi ra mở thẻ kiếm phôi. Hôm nay tôi hứa với cả em ruột là đầu tàu của hàng công nên là phải cho cộng 5 anh em ơi. Khó thế nhờ. Khó thế nhở. Cầm đội này đá vất vả thật sự luôn ấy. Cảm ơn em ruột. Cộng 1 Nick Pop. Nick Pop à? Nick Pop hơi quốc dân rồi. Nick Pop hơi quốc dân một chút mà Nick Pop hiếm lắm em ruột ơi. Nick Pop hiếm thôi không mua được ấy chứ. Ui thật xong rồi. Đùa đâu khỏe thế làng nước ơi. Ui dồi ôi. Nào. Ừ. Bắt đi. Dấu tên đã rescan 10.000 đồng. Ừ. Thầy. Đi luôn mà. Ôi khó khăn thế nhờ. Đùa, thật sự luôn ấy. Đang rất cần Mason quăng lúi thật. Về gồng gánh cùng thật. Đâu em đâu. Em phải vào vòng cấm nhanh anh mới ta được chứ. Lỗi tay. Đây rồi. Trời ơi. Tí nữa phải đưa Thành Trung lên cộng 5. Chút xong rồi. Em biết anh Hải đã chi phối thầy nhờ. Với 100.000 đồng. Quả Thành Trung đoàn lên chó năm cứ thì lên còn đoàn người cứ đi. Bao nhiêu tiền đạo người Anh không đông đang đợi ở ngoài đấy. Xem nóng đầu thật. Mà tiền đạo là được, tiền đạo được mà, lên năm được mà. Phải thanh lọc đội hình thật, phải thanh lọc đội hình anh em ơi. Không thể để Thanh cái lứa này tiếp tục được. Ui. Ê, sao tôi có cái này anh em? Nam thiếu úy đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Thầy làm tôi nóng mắt rồi đấy. Gì nữa, tôi tha ca báo các đồng chí đấy bắt thầy rồi sao thầy vẫn tái phạm. Tôi đang cần phải nâng cấp đội hình. Trời ơi chiếc ạc này nó chất lượng chuyên môn nó chưa đủ tốt. Tôi đang cần một chút nâng cấp đội hình.
Sao tôi có gói MC8 này anh em ơi? Lửa không? Lửa không? Người Anh không? Người Tây Ban Nha. Đi hát bị mất chó đã chi phối thể lân với 10.000 đồng. Cày mà em. Cho cái người Anh đi. Cho cái người Anh đi. Thanh Tùng đã chi phối thể Mason lân Mao. Với 10.000 cộng đồng. 5. Lâu ngày không ghé kênh hình như chúng người Tây Ban Nha vậy. Những câu chuyện của anh em mình rồi thì phải. Không có anh ơi, em nhớ mà. Món nợ Ozo đúng không anh Thanh Tùng ơi? Món nợ Ozo sẽ gửi lại anh. Sẽ gửi. Ui, cảm ơn em ruột nha. Một trứng. Trứng à? Ui, sao anh em xin trứng nhiều ấy. Ui, đây. Hello anh em nhá. Cơm nước thì chơi anh em. Đấy thì mấy anh em bên trường làng của em Hải tôi xin nhiều quá. Tôi qua tặng anh em mỗi người quả trứng nha. Ui, Trung ơi, em cố lên hộ anh nha. Ui, phôi to thế. Ui, sao cậu này phôi to thế? Ui, phát xì phát này là ly biệt luôn ấy. Xì phát này là ly biệt luôn ấy. Ui, đã nghèo còn đen. Đùa đâu, đã nghèo còn đen mà. Ui. Và thế là hết. Ui, và thế là hết mà. Xịt luôn mà. Khóa ly biệt thật. Chuyên gia đập thẻ. Chuyên gia đập thẻ xịt à? Tôi đi mua quăng núi về gánh ấy. Để mua quăng núi với cả lô tút check về gánh cái tuyến giữa vậy. Lô tút. Thôi. Quăng núi. Mason quăng núi cái đã. Hoàng Chu đã chi phối thể lân với 50.000 đồng. Ui. Cho em xin slot cho cháu Nico William. Cho cháu đêm nay tỏa sáng được cô thầy. Cảm ơn Hoàng Chu nha. Nhưng thầy đang build mấy thằng anh lợn. Thầy đang build mấy thằng anh lợn vô danh. Hoàng Chu có thể chọn cái tên khác giúp thầy được không? Mấy thằng anh lợn hết thời. Ui, làm quả bom tấn nhở. Em ruột mình mà. Cho em ruột mình quả bom tấn 5 tỷ luôn mà. 5 tỷ luôn. Chúng ơi đừng thất vọng. Anh lo được. Anh lo được cho em mà. Siro thầy cho ạ. Em xin Jorge Sanchez de Siqueta. Jorge Sanchez. Jorge Sanchez đặt mua không được. Con này hiếm vãi trưởng à. Đặt cộng 5 này. Anh em mà có cho mượn được. Ê, anh em mà có cho tôi mượn con này. Tôi cho anh tôi vào đá. Tôi cho anh tôi đá cặp tiền đạo với cả Thanh Trung. Mình có quăng núi rồi đấy. Có quăng núi là có tí gọi là gồng gánh rồi đấy. Thằng gỗ mét này gỗ quá. Để tôi cho nó ra anh em ơi. Thằng gỗ mét này gỗ điên lên được. Hoàng Chu đã chi phối thầy Lân với 50.000 đồng. Ui. Cháu Cun Pacman thì sao thầy ơi? Lạnh nhờ, lạnh được ấy nhờ. Lạnh được ấy. Nhưng mà lạnh hơi đắt. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì lạnh hơi đắt. Thầy còn có 15 tỷ thôi. Thằng lạnh này có hàng không ta? À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui, bom tấn à. Bom tấn của đội bóng à. Ui, 13 tỷ à. Đi hát bị mất chó đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Vào sân. Thế thì May.CSODCKSA. Má ép chó. Má ép chó. Mở chó. Mở chó được. Chó đặt cộng 5 nhỉ. Cộng 5 vào sân. Rồi cộng 6 luôn. AZ đi. Độc lạ team đã chi phối thầy Lân chó với 10.000 đồng. Cảm mất đăng. Thầy cho em Giang xin quản máy chạy không bao giờ lớn được khung thầy. Ok. Demarai Gray, vua phôi mùa lai của em. Đi mà Gray, Gray đúng không? Gray ngày xưa đá cho Leicester đúng không? Gray này đúng không? Ui, Gray chạy nhanh thế nhở? Ui, chỉ số đẹp điên luôn mà. Được đấy. Rory fan MU đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Ui, hết tiền rồi. 1 đồng. Ui, em nhớ mà, em cảm ơn anh Rory nhiều. Thầy hết tiền rồi, đợi thầy tí nhá. Thầy like một cái ở đây nha. Ui, thầy hết tiền luôn mà. Con mẹ hết tiền luôn mà. Ba mưa cho đá. Đây, ba mưa cho đá CF đi. Đó, mau về đá cánh. Harrison này, thấy không... không được mượt lắm nhỉ. Harvey Barnes trước đi. Harrison tí vào xong. Còn rất nhiều cái tên anh em ơi. Mở chó này, dự bị lấy vía này. Rồi anh em ơi, vào sân nha. Để đập lại em tôi lên cộng 3 cái đã. Hoàng Chu đã chi phối thầy Lân với 50.000 đồng. Ui, cảm ơn Hoàng Chu nha. Cháu Cool Farmer rất phần khích nhờ thầy chỉ bảo cháu nó nên người giúp em nha. Ok 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 em ơi ok. Ơ lên cộng 5 luôn nhỉ. Lên cộng 5 luôn nhỉ. Cộng 4 cái đã nha. Em ơi, lên xe. Mình đi thôi. Thì hát chó đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. One more, one more. Em muốn thầy chú em đá cặp với thùng chanh The CK Eta. Về thùng chanh em thùng trứng. Thùng chanh em thùng trứng à? Thế thì ok ok. Uầy, cặp tiền đạo này trông dã man đấy nhờ. Thùng chanh với thùng trứng à? Được. Thế thì phải, uầy. Thôi, chú thùng trứng này cho xuống dưới này đi. Uầy, chú thùng trứng trông khó thế nhờ. Uầy, cầm hay. Hai siêu tiền đạo này mà lên được siêu sao thì cũng giỏi thật. Khả năng là series này phải đá lâu đấy anh em ạ. Rồi anh em ơi, lên anh em ơi cho tôi xin một like anh em ơi. Ôi cặp tiền đạo kìa.
Quăng núi vào nhờ, quăng núi vào bên, công an mơ vào bên chứ nhờ. Ok go. Thùng trứng người Pháp mà thầy á. Thùng trứng là dạng con ông cháu cha anh em ơi, giống Thành Trung á. Cặp tiền đạo là cặp tiền đạo COCC mà. Thành Trung và 10 khúc gỗ hay gì ấy thầy ở đâu? Sao lại nói Thành Trung là 10 khúc gỗ và 10 khúc gỗ em? Thành Trung là một trong số 11 khúc gỗ mà. Huy Hoàng đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Huy Hoàng nhá. Hơi nhiều ngoại lệ rồi thầy. Hơi nhiều à? Thế mình cân nhắc trường hợp của anh đầu trứng này nha. Cân nhắc trường hợp của anh đầu trứng nha. Cân nhắc đấy, phải cân nhắc đấy, cân nhắc kỹ luôn á. Sao chim mơ à? Sao biết luôn hả? Ghê vậy. Nhả nha bạn ơi. Rico Henry. DH bị mất chó đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Chú tôi và 10 khúc gỗ mới đúng. Ui, con mơ nó khéo. Debuji 2. Ui. Trung đôi. Đối toàn ITM hả? Thật á? Ghê vậy. Có không? Dương ông vua 8.il tại Mễ Trì đã chi phối thầy à? Lân với 10.000 đồng. Ui. Đội ông này toàn ITM ghê vậy. Ui, full ITM cộng 3. Sao danh thế giới lạ vậy? Ui dồi ôi, cái chân của đầu trứng kìa. Đầu trứng ấy có biết đá bóng cũng vậy. Lắm rồi nha, nóng với cái đầu trứng rồi nha. Ngoài Thành Trung thôi, tôi nghĩ là không ai được lòng ngoại lệ thật. DH bị mất chó đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Tưởng tượng gì, Sanchez với M.CSO cặp tiền đạo hủy diệt. Không tưởng tượng thế được, không tưởng tượng thế được. Trường này không có nhiều ngoại lệ như thế đâu, DH ơi, DH mất chó ơi. Đầu trứng đang di chuyển. Thùng chanh. Ôi, đừng đấm em tôi. Ôi, em tôi kìa. Ôi, nó phơi em tôi kìa. Trận trước đội bạn cũng khỏe mà. Trận trước, dìm góc bờ dao. Cái thằng này nó ngu thật sự luôn ấy. Sao thằng này lại có thời gian được lên tuyển nhỉ? Việt Vị tái ơi. Việt Vị à. Ôi, khó khăn, trông chất khó khăn rồi. Tuyến giữa yếu quá. Chắc phải thanh lý hợp đồng với dìm góc bờ dao rồi. Không chịu nổi thật. Còn dìm góc bờ dao này đã. Anh em lutup check nhở? Chắc tôi phải đi mua lutup check thật. Này, ê. Thôi xong tôi rồi. Ê. Nam Thiếu Úy đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Nam Thiếu Úy. Kính thưa hội đồng xét xử. Không phải lỗi tôi thật. Các vệ tinh xung quanh chung đâu rồi? Lương Trần Phen chân đen đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Chào anh Lê Huy Hải, đúng ra giờ này chúng ta lại ngồi với nhau ở trụ sở rồi, nhưng may cho anh là có anh Tai Gigi cứu anh đấy. Anh đã cảm ơn tới anh Tai Gigi chưa mặt cười. Cảm ơn, sao lại cảm ơn, đùa đâu. Anh Tai Gigi gặp tôi thì là món quà mà, sao lại cảm ơn, điều đương nhiên mà. Thật sự luôn đấy chứ, tôi có thể thua Trịnh Hiếu nhưng anh Tai Gigi thì không. Không bao giờ thua anh Tai Gigi được. Hoàn Chu đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Hoàn Chu nha. Thì cháu cun nhà em được lên đá tiền đạo. Ok luôn mà Hoàn Chu ơi. Hiệp ơi, út đá anh Hiệp kìa. Út đá, quả Rudiger đá anh Hiệp tôi kìa. Hiệp ơi. Đùa anh Hiệp ơi, ai là người ghi bàn đây? Thôi được rồi, người kiếm được quả pen tôi sẽ cho ghi bàn. Đây rồi anh em ơi. Trung, tôi tin anh tôi thật. Trung ơi, em quả sau nhá. Hoàn Chu đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cháu cun xin quả pen được cô thầy. Trời ơi, nói muộn quá. Anh của tôi lên tiếng rồi. Anh của tôi có một điệu nhảy muốn dành tặng anh em. Ok, game on anh em ơi. Cảm ơn Chi nhá. Phơ bể cái đầu trứng rồi. Ma phơ của ác điên lên được ấy. Người ta còn 10 người thôi. Game on rồi nha. Ôi, cảm ơn DH nha. Em gửi thầy ạ. Về cho chú em đá chính nhiều vào nhé. Ok, chú em được đấy, chú em cũng được đấy. Chúng em đánh đầu quả này được không? Quay, ấy. Về. Chúng em làm tường quả này được không? Ok. Hiếu đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Hiếu. Em xin gửi thầy món quà để em dên tặng thầy nhà. Ơi giời ơi, đùa đâu Hiếu ơi, tôi xin mày đây, tao đang đá mày cứ dên. Sao tao đang đá mày cứ dên vậy Hiếu? Cảm ơn Hiếu nhiều. Đẳng cấp. À đây rồi. Đừng phơ. Anh ơi, mùa xuân đến rồi đấy. Anh ơi, sao chậm thế? Anh ơi. Kèm James Ward Brown. Mọi sự nghi ngờ vực. Ôi dồi ôi, một bàn thắng một kiến tạo. Đó là đẳng cấp của người 7 lần vô địch Việt Nam.
Cảm ơn Smiley nha. Ai vừa kiến tạo đây à? Nhưng mà phải ra sân thôi, mệt mất rồi. Ui, sao thể lực ông anh này ra rồi yếu thế? Thể lực kìa, cảm ơn đi hết vẫn cho nha. Em bảo thầy rồi mà mặt cười. Vị trí thật. Cần xem xét lại là thùng chanh chứ thùng trứng phải chắc suất nhé. Thùng chanh à, thùng chanh. Thùng chanh cũng được mà. Thùng chanh chạy hơi bị nhanh. Thùng chanh vít. Thùng chanh anh tin em. Thùng chanh không có sân kít thế hả? Hoàn nhưng có đường truyền hay. Thầy lân với 100.000 đồng. Ôi dồi ôi, cầu em mơ. Quá sinh nhật thầy mà e quên chưa chúc. Thôi thì của ít lòng là chủ yếu nay e gửi thầy cháu cun và tình cảm to lớn này đến thầy nhó. Ôi kê, cảm ơn Hoàn Chu nhiều nhé. Ôi dồi ôi, cháu cầu cun nhà em vừa lại bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng đấy. Cháu cun nhà em vừa bỏ lỡ một cơ hội mà ăn tiền của thầy đấy. Trận này đội bóng tôi thực sự đánh giá cao cái sự quả cảm của đội bóng này. Ui, chuyền ra đây này. Chuyền xuống đây này, ui, đánh đâu sang. Ai à, chuyền quả ngu quá ta. Lemon Box giữ clip của thầy à? Lemon Box. Đi hát bị mất chó đã chi phối thể lân với 10.000 đồng. Cảm ơn em mất chó nha. Quả đệm bóng ấy có đệm cậu cun lên ghế dự bị hết hôm nay đi CKS ta. Còn đệm bóng ấy có đệm cậu cun lên dự bị không? Không. Cậu cun cần nhiều cơ hội thể hiện mà. Quả bóng đấy cậu cun đã chạm bóng đâu. Uầy, khó thế nhờ, vào đấu súng rồi. Uầy, Thành Trung em đá đầu tiên nhá. Bàn thắng đầu tiên của Thành Trung trong trận đấu ngày hôm nay. Một cú sút bóng đẳng cấp vào thẳng góc cao khung thành. Trời ơi, góc chữ A luôn mà. Em tuần áp en tín thật. Đi thế đất sơn, Thánh bắt Ben. Thánh bắt Ben. 1-1-1-1-1-1. Rốt Bắc Ly à. Bắc Ly thì hình như là sút những cái quả sút nó tinh tế lắm ấy. Nó chỉ cần như vậy thôi. Nó chỉ cần như vậy thôi. Đin vẫn góc sút đấy đấy. Con mẹ thằng Đin ngu thế, đùa đập như thế rồi mày vẫn đẩy được quả bóng vào lưới. Trời đất ơi. Zem Haji Sơn. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Cảm ơn Phan Hưng nha. Sinh mà ca có lên vơ đi thì mất chất thầy à. Thằng này nó hâm hâm cay thật. Khó đấy. Yeah. Khó đấy. Đó là Mason Mount của em ruột tôi. Đứng im. Một trận thắng đầy vất vả. Tuy nhiên nó thể hiện được cái bản lĩnh của đội bóng này. Nó thể hiện được cái bản lĩnh của đội bóng này anh em ạ. Quá bản lĩnh đi. Đó là đội tuyển Anh không bao giờ được lên tuyển. Ok. Được chưa? Mặc dù thua trước 2-0. Tuy nhiên với cái sự xuất sắc của những nhân tố trong đội hình. Đó. Đứng im xong luôn. Đội người ta toàn full ITM. Thắng được trận này thì đi ô quá chứ. Cảm ơn đi hát nha. Tranh đá CF cho chú em STDCKS ta. Cũng được ấy nhờ, nghe cũng được ấy nhờ. Ủa, có tiền không ta? Đưa lô túc check cái về cái. Ôi cảm ơn Thành Trung nha. Đố anh em nào đòi thay được tôi đấy anh ra nhỉ? Sao mà thay được, hâm quá. Tiền đạo chủ lực của đội bóng mà. Tham nhũng rồi. Ây à. Trung biết lên tiếng đúng lúc mà. Đó là những gì? Đó là phẩm chất của em tôi. Đó là phẩm chất của em tôi. Nhưng ai chê em tôi là những người không biết gì về bóng đá. Lối chơi của thùng chanh là làm tường làm nền cho thùng trứng Deco à? Đừng nói câu đấy, Bàn thắng đầu tiên, số 16, người đội trưởng của đội bóng. Thành Trung lạnh lùng đánh bại Manuel Neuer. Hay quá. Hoàng Hiệp. Hoàng Hiệp lại tiếp tục vượt qua Manini. Trung ơi. Thôi không cần đâu. Zem quắc bờ rào. Hai bàn thắng, hai bàn. Sợi, đánh cái gốp, ok. Cảm ơn DH bị mất chó nha. Có ai còn đòi thay chú tôi nữa, cây ếch vậy mặt cười. Nhưng màn thể hiện đang tuyệt vời đấy, nhưng màn thể hiện đang rất là tuyệt vời đấy. Ông chú ơi, Trung kìa. Nói cái gì về em tôi đi. Nói cái gì về siêu tiền đạo này đi. Nói gì nữa đi, siêu tiền đạo còn biết nhảy cơ. Ờ, siêu tiền đạo biết nhảy múa luôn. Được chưa? Biết ghi bàn, biết nhảy múa. Siêu tiền đạo quá hoàn hảo. Trả thù phát, không ăn được cô giáo rồi. Trả thù mấy đứa học sinh bên trông mèo vậy. Yes. Phục thù thành công. Ủa chú vẫn khỏe lắm. Ủa, yeah. Cú hất trích này đập tan mọi sự ngờ vực với em tôi. Được chưa? Đập tan mọi sự ngờ vực luôn. Nói cái gì đi? Nói cái gì nữa đi về cậu ấy đi.
được chưa? Anh em check và xem, hình như ông thầy bảo ăn cô giáo gì gì phải ca. Đúng rồi, không ăn được mà. Vãi, hôm qua gặp quả chung mẹ, khó vãi từng thua tuyết cái đít ra. Tôi đi mua con lô túp check đây anh em ơi. Lô túp check cộng 3 luôn. Đắt vậy. Thôi cộng 1 thôi vậy. Tôi nghèo tôi min. Tôi nghèo tôi chỉ dám mua min thôi. Đưa em yêu của tôi lên 5 nói anh em ơi. Giang xì ke. Xong rồi. Và đây là, và đây là Thành Trung cộng 5. Trời ơi, bom tấn của đội bóng. Ok, chúng ta đã có Thành Trung cộng 5. Bom tấn của đội bóng. Đúng nữa thôi, chúng ta sẽ đến với thế giới 2. Let's go, Thành Trung cộng 5. Thành Trung cộng 5 là một món quà đấy anh em ơi. Uầy, sao Real này khỏe, sao đối tuần đội khỏe vậy. Tuyển Anh đang chơi trên cơ nha, trên cơ hoàn toàn nha. Hay quá. Gulit người Anh. Nói cái gì đi, Gulit người Anh. Quá tuyệt vời luôn. Đó là ai vậy ta? Quá tuyệt vời luôn, đó là Varane. Tôi xong tôi rồi. Chắc chiêu là chú ơi. Đẳng cấp, đẳng cấp quá. Đầu trứng anh ơi. Ui, chú ấy tinh tế. Chú ấy tinh tế như thế cơ mà. Ui dồi ôi, tôi đang sở hữu cái cặp tiền đạo đó, đúng là Messi và Ronaldo thật. Messi, Ronaldo thật. Ui, đá kìa. Marin Nguyễn đã chi phối thầy Lân với 150.000 ui, đồng. Ui, anh Marin của em. English or Spanish? Ôi dồi, English is a gift. Đấy. Anh Marin ạ. English is a gift.